Tên Hàn Quốc em là gì? Dạ, Lee Kong Kun. Ủa? Cũng bà, cũng bà, cũng bà. Mời bạn nữ bước ra sân khấu. Mời bạn nam. Wow. Rồi ngồi đi bạn. Rồi mời em gái giới thiệu. Em chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường và tất cả khán giả đang xem chương trình. Em gửi lời chào đặc biệt đến bạn nam bên cạnh ạ. Dạ em tên là Huỳnh Diễm Phương. Em sinh ra và lớn lên ở Củ Chi. Em 29 tuổi. Hiện tại em đang làm việc ở quận 2. Và công việc của em là thiết kế đồ họa. Chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào quý khán giả. Và chào bạn nữ bên kia. Em tên là Lý Quý Tuấn. Năm nay em 31 tuổi. Em đến từ quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Em là người ở đâu? À, dạ em là người Hàn Quốc. Nói tiếng Việt hay quá vậy trời. Qua Việt Nam lâu chưa? Dạ em qua Việt Nam 4 năm rưỡi rồi. Tên Hàn Quốc em là gì? Dạ Lee Kyung Chun. 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 Dạ Lee Kyung Chun. Anh Jen Sayo. Dạ chào anh. Rồi vỗ tay cho anh chàng Hàn Quốc các quý vị. Tuấn đang làm công việc gì? Dạ em làm thu nhập bên tiếng Việt. Lý do tại sao bạn lại yêu tiếng Việt và chọn Việt Nam để đến làm việc? Tại em thấy Việt Nam là nơi đất lành chiếm đầu. Em đã chọn Việt Nam để sống mãi mưu sinh ở Việt Nam luôn. Lấy vợ về xong rồi ở Việt Nam luôn hay là về lại Hàn Quốc? Em xong ở đây luôn. Qua bên đây em ở với ai? Tại em ở với bạn đồng nghiệp của em. Bạn đồng nghiệp. Dạ. Bạn đồng nghiệp là bạn bên Hàn Quốc hay là bạn Việt Nam? À người Việt Nam. Bạn trai hay bạn gái? Bạn trai. À. Bây giờ là giới thiệu điểm mạnh điểm yếu của hai bạn nha. Rồi bạn nữ. Dạ về tính cách thì em là người hòa đồng, hiền lành. Em sống rất là đơn giản. Chưa bao giờ make up rồi phấn son trang sức. Và em mặc đồ cũng kính cổng cao tường không ạ. Em biết nấu ăn, biết may vá, biết vẽ, biết viết thư pháp và biết chụp hình. Em biết nói tiếng Hàn. Em biết nói tiếng Hàn. Tiếng Hàn nữa hả? Để cho hai bạn nói chuyện với nhau vài câu đi. Hai người nói chuyện tiếng Hàn đi. 안녕하세요. 한국말 할 줄 아세요? 저는 푸입니다. 네, 저는 뚜언입니다. 반갑습니다. 만나서 반갑습니다. 네, 감사합니다. 어? 오바, 오바, 오바. 오바, 바보. 오바, 사랑해, 사랑해. Tuấn hát một bài hát nào về tình yêu của tiếng Hàn Quốc được không? Tiếng Việt cũng được à? Hồi hát thì của Hàn Quốc đi. Dạ, tiếng Hàn Quốc ha. Hàn Quốc đi. À, thì em chưa học thuộc nên em có điện thoại hát được không ạ? Rồi, mở ra hát đi. À, cảm ơn anh. 너의 뒷모습을 보는 것도 난 행복이야 아직 나의 마음을 몰라도 끝내 스치듯이 가도 네가 너무 보고 싶은 날엔 너무 견디기 힘든 날에는 너를 사랑한다 입가에 맴돌아 혼자 다시 또 crying for you 혼자 다시 또 missing for you Baby I love you I'm waiting for you. 야, 잠깐만. 잠깐만. Hay quá nhưng mà không có hiểu. Bây giờ hát miếng tiếng Việt đi. À, tiếng Việt hả? Đúng rồi. 등 데이유 등 기절라 누이다 거던 배너의 깜폭하이 잔뜩 깨탄손 대특 못하이 저 지골라 죽마. Rồi được rồi. Dạ, cảm ơn. Bạn gái cảm nhận thế nào? Dạ, anh ấy hát rất hay ạ. Anh có thể chia sẻ về tính cách và sở thích của anh không ạ? Tính cách anh là không có nóng tính, không có gia trưởng. Và sở thích anh là hát và đi nhậu. Đi nhậu nữa. Những cái khuyết điểm của em là gì? Sau khi nhậu thì hơi nói nhiều. Và em không biết nấu anh. Em có thích ăn món gì ở Việt Nam, món gì không? Phở và bún bò.
Phở bún bò. Dạ. Hai món đặc sản luôn ha. Ăn gì nữa? Bánh mì. Bánh mì. Bún thịt nướng. Chị hỏi bạn gái nè, em có đồng ý lấy người nước ngoài không? Miễn anh ấy sống ở Việt Nam là được rồi chị. Ủa giả tỷ anh ấy sống bên Hàn Quốc không được hả? Dạ, em thích ở Việt Nam. Tuấn đã quyết định ở Việt Nam luôn đúng không Tuấn? Dạ em chết ở đây luôn nha. Ờ à, đó, chết ở đây luôn nói rồi. Vậy thôi, ta ở vài chục năm nhưng mà già người ta về quê ta đó. Dạ lúc đó chắc suy nghĩ em thay đổi. Thay đổi gì nữa, ở với ta mấy chục năm còn thay đổi gì nữa. Rồi tình trường thì sao? Dạ em trải qua một mối tình à. Em quen được 3 năm và chia tay cũng hơn 2 năm rồi. À, lý do tại sao chia tay? Anh ấy không có công khai mối quan hệ, không giới thiệu bạn bè, gia đình. Vậy là không được, tình yêu là đẹp phải công khai cho mọi người biết, có gì đâu mà giấu giếm, đúng không? Rồi, à, Tuấn ơi, mình có mấy mối tình rồi Tuấn hè? Dạ, em đã có 3 mối tình rồi, ở Hàn Quốc 1, Việt Nam 2. Trời ơi, về Việt Nam cũng có 2 mối tình. Rồi, lý do tại sao chia tay? À, em chưa bao giờ kéo dài đến 1 năm, thì em đã cố gắng hết sức rồi, nhưng mà cô ơi thấy em vô tâm quá nè, em bỏ em, nên là bị đá rồi. Bị đá hả? Tức là em bị bỏ chứ không phải em bỏ người ta hả? Em bị bỏ rồi rồi. Em nhưng bị bỏ là... tình nghiệp quá hả? Nhưng em có phải là người vô tâm không? Em thấy em rất là chủ đáo và nhiệt tình, em không có vô tâm đâu. Vậy sao ta lại nói em vô tâm kỳ vậy ta? Thôi bây giờ bỏ qua chuyện cũ đi. Bây giờ Tuấn muốn tìm một người bạn gái mới nè. Là người như thế nào? Lịch sự và lễ phép, biết tôn trọng người lớn tuổi. Phụ nữ Việt Nam là những đức tính đó luôn luôn có trong người luôn. Em có thấy chị Haru Won là lấy Trấn Thành chưa? Dạ, em thấy Haru Won rất là hạnh phúc. Hy vọng rằng em sẽ tìm được người vợ giống như cặp Haru Won Trấn Thành á. Dạ, em cảm ơn anh. À, rồi em mong muốn người con gái vợ của em phải cao, thấp mà như thế nào? Trở lên 1m5 là được ạ. À. 1m5 được ạ. À. Rồi gì nữa? Da trắng, mắt đẹp. Mắt đẹp là mắt như thế nào? Mắt hai mi và mắt hơi to. Hai mi, hai mí. Hai mi nó khác nha. Hai mí. À, hai mí. Hai mí. Hơi to. Còn bạn gái, bây giờ em thích một mẫu người bạn trai như thế nào? Cao trên 1m67, dưới 1m75. Rồi. Được không Tuấn? Em sau khi mang giày thì được. Rồi, gì nữa em ha? Tóc thì nhiều, thẳng. À, mắt không đeo kính. Chà khó à. Rồi gì nữa? Nhiêu đó thôi ạ. Còn nhiêu đó là muốn chết người ta à, rồi. Cân nặng phải cân đối nữa. Là không mập không ốm. Dạ. Không, anh này em nhìn dễ thương lắm em. Cân đối lắm. Xin chào. Đẹp má. Đúng rồi, đứng lên cho chị coi, coi. Đứng lên. Em hơi thấp. Đẹp, được rồi. Xoay một vòng. Rồi. Cái điều gì mà em không thích nhất ở người bạn gái? À, bạn gái mất lịch sự hay là... Mất lịch sự. Chửi nhiều. Cái gì nhiều? Chửi thề. À, chửi thề. Dạ. Có đâu. Trời ơi, gái Việt Nam đâu không ai chửi thề đâu. Gì nữa không? Quá ghen. Quá ghen. Nhưng mà em có lăng nhăng không? Em không có lăng nhăng. Nếu mà em chung thủy, em đi đứng thẳng hàng, không liếc qua liếc lại thì người ta sẽ không ghen. Còn nếu như mà em có hành tung mờ ám, người ta mới ghen. Hiểu dạ không? Dạ, em sẽ chung thủy thôi nha. À, mai mốt thì em cố gắng hết sức kiếm tiền để dành để mua chung cư ở Việt Nam. Được. Tướng tá cũng là hợp với em đó. Sao nữa, hai chồng như lấy nhau về bán kim chi với sâm Hàn Quốc cũng được. Yeah. Ừ. Anh Nguyên trời em, dễ thương quá. Anh không thích chữ thề, em có chữ thề không? Dạ, em chưa bao giờ chữ thề ạ. À, ủa em cũng biết chữ thề nữa hả? À, em biết mà em không có sử dụng. Em có thấy gái Việt Nam chữ thề lần nào chưa? À, cũng nghe mà em thì... Gái chữ thề sao? À... Nên là... Giọng nói thì dịu dàng. Thôi trời ơi, chữ thề mà dịu dàng nữa. Thường thường là kêu ba mẹ. Liên quan đến ba mẹ. Chữ thề liên quan đến ba mẹ hả? Dạ. Dễ thương quá. Anh này dễ thương lắm. Ủa quê em ở đâu vậy? Dạ em ở Củ Chi ạ. Em có đi Củ Chi lần nào chưa? Dạ có. Củ Chi đẹp không? Dạ đẹp. Anh này có vẻ rất là gọi là hiểu văn hóa Việt Nam luôn đó. Cô kia hiền khó quá hiền. Dạ, cảm ơn anh. Ví dụ mà mình tiến tới hôn nhân được á em ở Tuấn, thì mình sẽ kết hôn theo phong tục của Việt Nam hay của Hàn Quốc? Việt Nam. Anh ba Việt mẹ Nam có đồng ý bay hả? Qua Việt Nam cưới vợ cho em không? Hay quá. À, có, ba mẹ em thoải mái lắm. À, ba mẹ em là lúc trước là giáo viên công chức. À, giáo viên bên Hàn Quốc. Rồi ba mẹ em giáo viên bên đó có kinh doanh gì không? À, sau khi nghỉ luôn nhà hôm nay thì làm ruộng thôi à. Làm ruộng hả? Dạ. Ủa Hàn Quốc cũng có làm ruộng nữa hả? À, làm ruộng nhỏ nhỏ xíu thôi à. À, vậy là em ở vùng nào? Miền Nam, thành phố Quang Chu là thành phố đến số 5. Giống như là số 6 được là thành phố Cần Thơ.
À, tức là cách từ từ cái thành phố đó tới Seoul là bao nhiêu cây số? Khoảng 3-4 cây số. Khoảng gần 4 tiếng đồng hồ. Vậy là cỡ Cà Mau chứ không phải Cần Thơ đâu. Nó cỡ cỡ Cà Mau vậy ha. Tức là bay thẳng qua bên quê em luôn hay là bay qua hàng Seoul rồi mới đi về quê em? Từ Seoul thì phải xuống dưới thì bằng xe tổ 4 tiếng thì mới tới được ạ. À, rồi gần tức là mà đi xe có 4 tiếng thì Seoul là quá gần. Rồi, đó. Để anh hỏi cho bên gái, đàn gái hiểu luôn đó. Hôm nay tôi có đi với ai không? À, em có một bạn đồng nghiệp và một bạn thân Hàn Quốc của em. À, rồi chào hai bạn. Nguyễn Linh và chị Cát Tường, quý vị khán giả. À, em tên là Yun Song Yul, bạn thân của anh Tuấn. À. Em thấy hai người rất là xứng nhau. Anh Yun chắc là sẽ thích cô này. À, tại sao biết anh thích? Đẹp. À, đẹp. Anh Tuấn thì không thấy được nhưng mà em thấy là đẹp. À. Tuấn rất là hiền lành. Để mà hai người bấm nút thì em cũng hài lòng. Rồi em có bạn gái chưa? Dạ em không có. Có muốn có bạn gái giống anh Tuấn không? À dạ dạ. Nhưng mà em hay mắc cỡ. Sao? Mắc cỡ hả? Mắc cỡ. Y chang anh Tuấn ngồi đây vậy đó nói chuyện. Bây giờ ở đây cũng là mắc cỡ chết luôn. Có gì lên đây chị với anh Quyền Linh giúp cho. Có bạn gái vui lắm, mà lấy vợ còn vui nữa. Năm sau em đăng ký. Thêm ý kiến của bạn Việt Nam nè. Em chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Em là Huy, là bạn đồng nghiệp, cũng là bạn cùng phòng với lại anh Tuấn. Thì ở chung á hả? Dạ đúng rồi. Ngủ chung hả? Tại vì công ty là thuê nhà cho tụi em ở. Anh Tuấn là một người là rất là quan tâm tới người khác và hiền lành. Anh không bao giờ nóng tính, là cái đó là chính xác. Anh nói là anh thích nhậu nhưng mà một tuần anh nhậu chưa tới một lần. Ảnh nhậu xong thì ảnh có hay làm thơ về Việt Nam, ảnh thể hiện cái tình yêu về đất nước Việt Nam. Thì em thấy là anh Tuấn rất là phù hợp với bạn nữ bên đây. Cảm ơn em, rất tốt ha. Rồi. Rồi, hôm nay em đi với ai? Dạ, em đi với em trai, đồng nghiệp và bạn em. Chào em. Chị Cát Phượng và anh Quyền Linh, em là em trai của Cát Tường. Rồi, em thấy hai anh chị như thế nào? Em thấy cũng xứng. Xứng cái chỗ nào? Bên đây cũng được trai, cũng xứng chị em. Đồng ý phải không? Gả chị luôn phải không? Tuấn nói một vài câu với em vợ tương lai đi. Chào em nhờ tương lai. Dạ chào anh. Sao nữa? Anh hứa. Anh chăm sóc. Anh rô răng, à rô hết. Thôi được rồi. Rồi bây giờ nha, mình sẽ mở rào ra cho Tuấn gặp bên kia. Yeah. Cái nào không nói tiếng Việt được thì nói tiếng Hàn, rồi anh dịch cho ha. Anh dịch tiếng Hàn ra tiếng Lào cũng hay lắm. Yeah. Rồi. Thôi. Mở hàng rào. Mở rào. Tặng em bó hoa và nước hoa. Dạ, em cảm ơn anh ạ. Em cũng có quà tặng lại anh ạ. Em hay đi du lịch á, em chụp lại những phong cảnh ở nơi đó. Hy vọng anh sẽ thích nó. À, cảm ơn em, anh cũng thích đi du lịch. Anh yêu Việt Nam mà, anh rất là thích. Tuấn cảm nhận cái người đối diện của mình như thế nào Tuấn? Thế là xinh, dễ thương, nó là lễ phép, nó là hiền lành. Em thấy anh sao? Cô ấn tượng gì không ạ? Dạ, em thấy anh nói tiếng Việt hay, nhìn cũng dễ thương. À, anh có... Em đã học tiếng Hàn Quốc đâu chưa? Dạ, em học lâu à. Bây giờ nó quên hết rồi, em nhớ sơ sơ à. Em biết nấu các món ăn Hàn à. Anh sẽ chỉ em tiếng Hàn Quốc thì em nấu ăn cho anh được không ạ? Dạ, được ạ. À, cảm ơn em. Khi đi Hàn Quốc thì em có thích ví dụ thì xem phim hay là uống cà phê hay là ăn cơm Hàn Quốc? Dạ, tất cả luôn ạ. À, dễ lắm em. Anh có dễ thích nhậu không? Dạ, em không thích nhậu ạ. Anh uống bia thì em uống trà cũng được. Em khó không? Mẹ em dễ lắm, mẹ em nấu món Hàn rất là ngon ạ. À, khi nào có cơ hội thì anh qua gặp mẹ em chào hỏi được không? Dạ được ạ. À, cảm ơn em. Hỏi cổ thích con trai hay con gái? Em tương lai em muốn sinh con thì muốn đẻ mấy con? Dạ em thích đẻ con trai trước con gái sau ạ. À, được không? Được, được. Mai mốt thì cưới nhau thì em quản lý kinh tế hết thì anh chị lấy
một tô chip phi cà phê là được. Anh tốt quá à. Học của Việt Nam nhanh quá ha. Em hỏi coi anh ở về ở nhà em luôn được không? À, em có muốn anh ở rể gia đình em không? Dạ em thích ở riêng ạ. À, thích ở riêng ở à? Riêng. À, anh cũng thích ở riêng. Thì ráng để dành tiền mua chung cư lẹ lẹ nha, rồi để ở riêng nha. À, chung cư thì bình thường có hai phòng ngủ. À. Cho hai người ở thoải mái. Người ở phòng hả? Hai vợ chồng ở phòng thôi chứ. Hai phòng riêng. Thì hoạt động thì một phòng. Là sao? Hai chồng ngủ một phòng thôi chứ. À dạ, một phòng là nhà kho. À, một phòng là nhà kho. Yeah. Còn một phòng là hai người ngủ chung. Rồi cái mình mốt đẻ con thì là con ngủ phòng bên kia. Hai vợ chồng ngủ phòng bên này. Nãy giờ em nói chuyện cô gái ấy á, cái nhịp tim mình có thay đổi gì không? Trái tim là rung rung. Rung rung. Và bây giờ vẫn như vậy. Đi lại đây. Nè, nắm tay nhau. Nắm chứ đưa tay ra, chỉ nắm tay. Hai tay luôn. Cảm nhận như thế nào? Nhắm mắt lại, nghe cảm nhận coi nó có rung, có điện gì nó truyền qua không? À, ấm áp, thấy hạnh phúc. Nói với cổ quá. À, em có cảm giác trái tim của anh đang rung rung, em thấy không? Em thấy tay anh rung chứ phải tim. Tay anh đang luôn mà hai người có mặt ở đây là chắc có duyên. Nếu mà em bấm nút thì anh sẽ cố gắng hết sức hai người tìm hiểu nhau. Anh muốn em cho anh cơ hội một lần. Rồi. Trở về vị trí đi em trai. Rồi, ok. Đặt tay vào nút bấm đi em. Đây. Em có hay xem chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò không? Dạ có nhiều. Có nhiều luôn hả? Dạ. Em thích chương trình này không? Dạ thích. Rồi bây giờ là em chuẩn bị tâm lý nha. Dạ. Hãy đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Chúc mừng Tuấn nha. Đấy. Hai bên nắm tay nhau nào. Nắm tay nhau. Trời ơi. Nè, hôn miếng đi. Trời ơi. Nếu mà anh yêu em là nói tiếng Hàn nói sao? À. Saranghaeyo. Đúng không ạ? Đúng. 오늘 너무 가슴이 두근거리고 사랑해. 사랑해. Là gì? À, hôm nay trái tim rất là rung rung và yêu em. Yêu nhau từ kiếp nào? Đây đó? Là những chiếc vé xem phim cùng gặp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng. Ở đó chiếu những cái phim rất là tình cảm ha. Đến đó xem phim để có không gian lãng mạn, để yêu thương, để hiểu nhau nhiều hơn nha. Đây, gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Phần quà dành cho hai bạn là một phiếu mua hàng thời trang cao cấp dành cho cặp đôi từ hệ thống thương hiệu thời trang Couple TX trên toàn quốc. Gửi tặng hai bạn một chiếc máy nước nóng với thương hiệu Senton. Gửi tặng cho bạn một máy nước nóng với thương hiệu Atlantic với tổng phần quà trị giá là 7 triệu đồng. Phần quà đặc biệt là một chiếc Smart TV cao cấp QVC TV trị giá 9 triệu đồng sẽ dành cho hai bạn nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân. Bạn có thể kết nối Bluetooth điều khiển bằng giọng nói, đặc biệt là gọi điện thoại cho người thân ngay trên TV, rất tiện lợi. Thành công nha. Dạ, chúc hai đứa hạnh phúc nha. Nhớ cặp này mà nếu đám cưới là nhớ báo cho Cát Tường với anh Quyền Linh biết nha. Dạ em biết rồi. Dạ, cảm ơn chị nhiều. Rồi, cố gắng. Chúc mừng hai bạn. Rồi, đợi bạn gái nữa nè, đi từ từ thôi.